Rồi, hello, em xin chào tất cả mọi người ha. Chào mọi người trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi của em nha. Thì tiếp tục phục vụ cho anh em về đồ nghề ha. Đó, rồi được hai số anh em. Đó, một mớ dụng cụ đầu bếp nè và một mớ đồ nghề ha. Đó, tô vít nha anh em. Đó, giá là chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Còn anh em nào chuyển khoản đủ em sẽ bao ship luôn nha anh em. Đó. Gỗ 1 ha, gỗ 1 nè, gỗ 2 ha. Rồi, vô chi tiết gỗ 1 nha anh em. Đó, còn anh em nào nhận hàng thanh toán thì chịu phí ship nha. Rồi gỗ gỗ một nè, đầu tiên nè, còn có con đảo chiều nè, hai con ăn nè, còn một con đảo chiều nữa, còn con vít tự động nữa nha, nó có hai con tự động rồi nghe anh em, hai con ha, gỗ 1 200, còn 2 4 6 8 10 12 14, 16, 18, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 cây nha anh em. Đó, 25 cây 200. Đó, 25 cây 200 nha anh em. Đó, có hai cây tự động nữa ha, ngon lành luôn rồi. Cây này về anh em mình thay mũi ha. Đó, có thể thay mũi được nha. Đang mang theo là mũi trừ. Rồi, 22 với cái này hai cây đảo chiều nữa là 20, hình như là 27. Rồi, anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ em nha. Nó gỗ 1. Rồi gỗ 2 là sạn nè, dao nhấp chỉ nè ha, kéo nè, nó kéo dụng cụ y tế nè, sạn nè ha, dao gọt giấy, nó bàn bào, giá, muỗng, cây gấp nè, nĩa ha, nè cây gấp nè anh em ha, dao cũng khá là nhiều anh em, khui bia nè, nè dao nè. Để lấy dao qua cho mình coi nè ha. Một cây nó dao ha. Đây dao cái này nè. Dao khá là gì? Nhiều dao đây 150.000 nè. Đó. Muỗng nĩa rồi ha, đầy đủ nha anh em. Rồi cây cắt móng tay rồi nè. Khui bia dạ. Đó, đặc biệt con cây mút kem nè. Đó, mấy đầu cắt móng tay bự nè, cũng nghĩa đầu giá đầu còn nhiều lắm nha anh em. Đó, muỗng pha chế rồi ha. Rồi anh em có nhu cầu sử dụng cái này thì một đống này gì á em bán là 550.000 ha. Đó, gỗ 2 anh em, dao gọt giấy được 3-4 cây luôn á. Gỗ 2 ha, nhíp 550.000 nha, nhíp nhóc luôn, kéo cũng nhiều á ha, muỗng nghĩa anh em. Đó, cái này tầm 5,5 kg anh em, 5,5 kg ha, tính ra có 100.000 ký, quá rẻ ha. Rồi thì anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ em ha, muỗng nĩa, rồi sạn, rồi dao ha. Đó, mớ này 5,5 kg bán giá 550.000 anh em. Rồi, anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ em.